Thì là qua một thực hiện cái đó là thôi chắc không vừa làm nó từ từ chứ mới quá chứ thổ mới không được đi theo đó cũng hơi ba là chắc là khánh hơi chịu khó nhiều á đi về cũng là có tuần lễ mới ấy được chứ đúng rồi với một hơn bữa tắt cái mùi đậu con này chứ đúng không mát lên đi rò trứng này vậy đâu dễ lỗ xào quá Thank you.
dưới mương á, đi mương không ướt, ra đi trên bờ là ướt á. Quên mình giao rồi chứ. Ở đây con ngọc chú là không lớn nổi. Đi đắt lầy này. Lầy nó bó hồi kia. Nó kết. Thế chứ cứ đi gần khánh đi gì nãy nó nói. Trời ơi, chút chút cùng. Yeah.
Thank you.
chưa rảnh nổi. Vào cua cho nên cua còn đó hay. Bỏ dài thì nghe cái đủ đủ rồi. Cứu vài với cửa đồ cứu nữa rồi. Ê. Lố khổ hả nè. Nếu trái đài đụng sai là rớt nè. Biết nó quá lắm mẹ. Thứ hai đi. Thank you.
thêm 14 kg. Cho còn 25 này hả?